Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái lô lựu đỏ hạt mềm, cây nhập khẩu của nhà em nhé. Cây thì tất cả các cây nhà em hầu như là thoát thân ít nhất là 40cm. Có những cái cây cao thì thoát thân tầm khoảng 6-70cm ạ. Tất cả các cây thì cây nào cũng sẵn hoa và trái, trái nhỏ thôi. Mùa này thì lựu thì mới trái nhỏ thôi nha cô bác anh chị. Cây thì khi mà nhập về thì đều khỏe đẹp hết nha cô bác. Đang trái. Đây đang trái đây ạ. Và đang nụ hoa nữa. Cái lựu này thì trái rất là to. Cái lựu này thì trái rất là to. Các cô bác, các anh chị và các bạn khi mà đến mùa lựu ấy, mình mua những cái trái lựu đỏ hạt mềm ở ngoài chợ ấy, là cô bác anh chị và các bạn biết rồi đó. Nhất là ở các siêu thị họ thường bán những cái lựu đỏ hạt mềm này. Vỏ nó đỏ và ruột nó cũng rất là đỏ. Bên trong cái hạt của nó bé xíu màu trắng, cực kỳ là mềm. Nói chung là cái lựu đỏ hạt mềm này thì trẻ con cũng có thể ăn được luôn, các em bé cũng có thể ăn được luôn, người già cũng thế. Đối với lựu thì lại thường thì lựu thì thích hợp trồng hữu cơ, vì thế mà lựu thì thường rất là ít, nói chung là rất là ít khi mà phải phun thuốc. Cây nào cũng sẵn nhiều hoa và trái nhỏ. Những cái cây này thì các cô bác, các anh chị và các bạn về trồng thì nó đậu trái luôn nhá. Những cái cây này mình về mà mình trồng thì nó sẽ đậu trái luôn. Và cây nào cũng thế. Trong tất cả các dòng lựu thì lựu nào cũng vậy, lựu nào cũng ưa thời tiết nắng ấm. Nói chung là cứ đến như ở khu vực miền Bắc mà cứ đến mùa xuân, mùa hè là lựu bắt đầu trổ bông và ra trái. Còn ở khu vực miền Nam thì hầu như là có thể là còn ra trái quanh năm cơ. Lựu thì rất là phù hợp với khí hậu nắng ấm. Lựu thì ưa tự nhiên. Chính vì thế mà cô bác, anh chị và các bạn trồng lựu thì mình nên bón các dòng phân chuồng hoặc là những cái loại phân chuồng quế. Hoặc là một số loại phân hữu cơ. Nói chung là lựu thì không ưa những cái phân hóa học, nó cũng như nho thân gỗ ấy, nó cũng thường thì nó không ưa phân hóa học. Mình cứ bón những cái phân hữu cơ tự nhiên là tốt nhất đối với lựu. Các cây của nhà em thì hầu như từ 6 đến 8 phân. Đường kính từ 6 đến 8 phân nha cô bác anh chị. Nghĩa là hoành của nó từ 20 đến 24. Cái dòng lựu này thì em bán từ năm ngoái, từ năm kia rồi. Có rất nhiều bác đã mua cái lựu này về trồng và đã có quả. Đã được ăn quả từ năm ngoái rồi. Năm ngoái cái thời điểm gần cuối năm ấy là em nhập cái lựu này còn có quả to cơ. Tầm này thì quả bé, nhưng quả to thì khi mà chuyển về thì chuyển đi cho các cô bác, các anh chị và các bạn, nhất là khu vực miền Nam ấy, thì sẽ khó giữ quả, thường thì quả nó sẽ rụng. Còn những cái cây mà quả bé như thế này, quả bé hoặc là hoa như thế này ấy, thì cô bác anh chị về trồng thì nó dễ đậu hơn. Đợt này thì cây nào cũng thoát thân khá là cao, cho nên nhìn cây dáng tán rất là đẹp. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu trồng cái loại lựu đỏ hạt mềm này thì liên hệ số 0977 516 966 nhé. Cái lựu này là lựu hạt mềm Đài Loan.
Thường thì em về thì một số nhà vườn lấy hàng và bán lẻ đăng trên những cái bài trên Facebook hoặc là Zalo hoặc trên những cái trang quảng cáo ấy, thì mọi người thường đăng là liệu Ấn Độ. Nhưng mà thực ra cái liệu Ấn Độ ấy thì trái nó chưa chắc đã to bằng cái liệu hạt mềm Đài Loan này đâu. Cái trái của cái liệu hạt mềm Đài Loan này rất là to mà lại cực kỳ là ngọt luôn, ngọt lịm luôn nha cô bác anh chị, không có một chút vị chua nào luôn ạ. Liệu này thì rất là dễ trồng. Những cái cây như thế này mà em gửi vào khu vực miền Nam thì em sẽ gửi xe ạ. Những cây này em sẽ gửi xe khách hoặc là xe tải nha cô bác anh chị. Nhà em thì hàng tuần vẫn có xe, hàng tuần thì vẫn có xe vào khu vực Sài Gòn, Cần Thơ và một số tỉnh Tây Nguyên nữa. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu trồng cây gì thì cứ liên hệ trực tiếp số em nhé, số ở trên màn hình đó ạ. Đợt này thì em có về một loạt cái cây nho thân gỗ tứ quý, cũng toàn là cây thoát thân cao thôi, cây thoát thân 5-60 cm và dáng tán cũng cực kỳ là đẹp. Chưa có đợt nào mà em nhập được cái lô hàng mà nó đều và đẹp như thế này, tay cành cũng rất là sum xuê. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu trồng cây gì thì liên hệ trực tiếp số 0977516966 nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.